Dạ, yeah, mình là Đạt Nguyễn, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Cuộc Sống Mỹ Đặc Nguyễn Lời đầu tiên là quýnh chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Cuộc sống Mỹ, ai cũng thích đi, có phải vậy không? Thì à, có người này người kia các bạn, những các bạn ở Việt Nam đã háo hức, hâm hở Đợi tới 15 năm, 14 năm thì à, bây giờ mình thấy được nhiều bạn là hỏi về cái diện ib 3 ngày hôm qua đó là hôm kia mình có chia sẻ với một bạn đó tên bạn sâm mình nói về ib 3 các bạn là trước đó thì anh andy nữa thì à, có nhiều bạn rất là háo hức phấn khởi hỏi thăm thông tin à, có thể biết thêm và có thể cũng à, cho bản thân mình hoặc cho gia đình mình đi thì cái đó tốt các bạn thì à, có nhiều bạn đi theo cái diện bảo lãnh qua tới đây mười mấy năm chờ đợi cha mẹ bảo lãnh anh chị em bảo lãnh nhưng mà họ qua đây họ bị sốc thì à, dạo gần đây nghe nghe nhiều việt kiều bị sốc khi mà bước tới mỹ nhưng mà nó nhiều thì nó cũng không có đáng kể các bạn những cái người tới đây họ hòa nhập vào được cái cuộc sống mỹ này rất là khá, khá gọi là khá nhiều thì hỏi những cái người đó đó họ cho họ là khác biệt à họ không sống được cuộc sống mỹ này họ cho họ là khác biệt mà nói họ là dị biệt các bạn người số đông người ta làm được mà mình làm không được thì mình là dị biệt chứ không phải là mình khác biệt khác biệt á nó hoàn toàn với lại dị biệt khác biệt là một cái việc đó mình làm được mà cả bao nhiêu người ngưỡng mộ nó mới gọi là khác biệt mình đi con đường khác biệt mà nó đến thành công thì cái đó gọi là khác biệt mình đi con đường khác biệt nhưng mà mình đưa à, một gia đình mình đưa cuộc sống mình nó vô cái bế tắc đó là dị biệt trong khi người ta đi con đường con đường khác đúng không giống như mình qua đây mình đi học uh, tiện trước đó thì mình học điện tử mình qua đây mình thấy ai cũng làm điện tử các bạn nhưng mà dưới con mắt của mình là con mắt thiển cận mình không biết được là người ta đó là chỉ có là vô trọng người ta làm assembly thôi chứ người ta không phải là một technician mình đi ra mình học một technician thì trong một cái hãng điện tử đó đó nó coi chỉ có một người technician hai người technician thôi thì cái nhóm bạn của mình đó là đi học tiện trước mình thì mình cũng là gọi là đi hướng khác đó nhưng mà cái đó cũng chưa gọi là khác dị biệt các bạn và thì nó hết việc Đà, người ta thấy được Người ta không có học Có mình mình học à Thì có mình mình học Mà nếu mà mình thành công Thì mình gọi là khác biệt Mà mình không thành công Là mình dị biệt Rồi à, Gọi là lập dị à, Bạn ra bây giờ Thời buổi này Thời buổi 4.0 Muốn biết cái gì Lên thông tin Thấy không Nhưng mà Vừa bước chân đến Mỹ Đã muốn quay trở về Vì sao Vì sao bạn vừa bước chân tới Mỹ Nào bạn đã muốn Quay trở về là hỏi lại bản thân của mình thử các bạn Những cái bạn đó hỏi lại bản thân này. Bạn đi tới Mỹ Mà cái hồn còn ở Việt Nam Thôi thì vậy đừng đi các bạn Đừng có đi Bạn đi tới đây làm chi Mà bạn vẫn còn cái tâm hồn ở Việt Nam Thì bạn không thể nào làm được gì ở đất nước Mỹ này hết Đừng đi Để cho tốn tiền Đóng tiền visa, đóng tiền thẻ xanh Rồi ra làm giấy tờm lum hết Anh em mình nó phải nặng gánh income Cái tiền bảo lãnh của mình đó gành ảnh gắn đứng ở đây thì những người này họ qua đây họ có cái thang trời thang đất các bạn thí dụ như ở việt nam mà không biết sướng cỡ nào bạn thấy đại gia qua đây cũng còn đi cài chết bà gọi là người có tiền á còn mình là cái gì mình chỉ có ăn chơi mà thôi các bạn cho nên vừa bước qua đây họ không chịu hòa nhập cái gì họ cũng nói họ không nghe đó đại khái như vậy đó còn những người đó mà người ta hòa nhập vô, người ta bay vô, người ta xong xáo, bà biết á, nên nhớ đi qua đây là định cư chứ không phải qua đây là đi chơi. cho nên á, qua ngày trước ngày sau có việc làm là phải làm, mà bà mình phải may mắn là mình qua tới đây ngày trước ngày sau mình đã có việc làm. thường có đó là có gì các bạn? đó là neo, đó là nhà hàng. Mà nhiều người qua đây cũng hay các bạn Đi qua đây chưa biết Mỹ gì hết là ba vô làm rồi Đó là cũng là hay đó Có nhiều người thôi thôi ở nhà chơi đi Đáng chơi 2-3 tuần đi cho biết Mỹ rồi đi làm Tại vì đi làm á là đông đầu vào làm là đâu có thời gian nghỉ đâu Rồi lâu lắm mới có thời gian đi chơi các bạn Nhưng mà mình thấy có nhiều người là như vậy Có nhiều người thì qua đây hứng khởi hào hứng lắm không biết họ ở Việt Nam họ có cái gì. Có người chủ được 5 năm, có người trụ được 10 năm Có người chỉ trụ được có một tuần Mình cùng nhau chia sẻ Phân tích thử những cái dạng đó coi bạn Cái dạng mà qua đây trụ được có 1 tuần Đố bạn dạng nào Nó về thật đó các bạn Nó về thật á và nó về luôn nha Nó không bao giờ dướng liếu tới Mỹ nữa đó Cái dạng đó đó Cái dạng đó rớt vào cái giới trẻ nó nhiều các bạn đó là có bồ có bịch bên Việt Nam Rồi ở bên kia nó khóc lóc ỉ ôi gì đó rồi Tại sao mình không cố gắng mình Đi làm ở đây rồi mình bảo lãnh cái người yêu của mình quá Mà mình phải chạy về Mà nếu mà chạy về á Mà tự lực cánh sinh được á Thì quá hay các bạn Mà nếu mà tự lực cánh sinh được á Là đâu có bước đi qua Mỹ Qua Mỹ buồn quá Qua Mỹ chán quá qua mỹ nó không có tình người ai cũng cắm đầu đi làm vân vân và vân vân cho vâng. ở việt nam đang chơi cha mẹ không có cản được nó về nó trốn về luôn á rồi sao bỏ nó qua bên đây cha mẹ đáng lẽ nó phụ giúp nó nhanh lẹ hơn nó phụ giúp cha mẹ nó những cái bước ngày đầu tiên nó về đó nó sống phè phẫn cha mẹ bên đây cài chết bà luôn không lẽ bỏ nó các bạn phải gửi tiền về cho nó nó những con người nó không có năng lực nó không có năng lực và nó cũng không có trách nhiệm đó còn có những con người á là qua đây than từ lúc qua mà tới khi lấy quốc tịch mỹ đã than rồi lấy quốc tịch mỹ để làm gì các bạn bạn than rồi bạn lấy quốc tịch mỹ để làm gì à lấy quốc tịch mỹ cho nó chắc ăn chi mốt còn ăn tiền già mốt còn xin bảo hiểm sức khỏe mốt còn nọ bơ nọ kia à nhiều người kể rất là nhiều rồi qua tới mỹ mà than khóc không à có qua tới mỹ với là buồn đó bạn bạn ở trong nước bạn đi tới một chỗ khác thôi bạn đã thấy nó không nó khó sống rồi bây giờ nói là người ở trong uh, nam đi hoặc là người dưới quê đi, lên lên thành phố sống đã thấy khó rồi còn mình đi qua cái nước khác nữa than Những người mà mình nói sống ở đất nước Mỹ này Mà nếu mà không qua bạn qua được cái mốc 2 năm nha Mà bạn vẫn, vẫn còn than Thì thôi bạn quên đi về là đúng rồi Tại vì bạn ở không được Thường á người ta qua cái mốc 2 năm là người ta hết than các bạn Có nhiều câu chuyện đã kể qua bên Mỹ khóc lóc than quan đủ thứ cho những cái người mà gọi là có có tiền khá khá đó, ha trời ơi ở mỹ khổ quá ở mỹ trời, trời ơi 3 giờ sáng phải dậy ôi trời ơi không có thấy đường thấy xá buộc trời ơi còn mắt nhắm mắt mở ăn uống trong xe vô vô làm trời Việt Nam tôi đâu có biết làm cái là gì đâu Việt Nam tôi biết thu tiền không à tôi đâu biết làm đâu thôi cho tôi về cho má về đi con cái đứa con thì nó thấy nhiều cái điều kiện khác hơn bà má ông bà đúng không cho nên thôi má cố gắng đi thời gian này coi được không được thì về chứ còn mới mà hay không ủa mà má về để làm gì ba về chi về bển hưởng đứa con này nó khổ trong khi bên đây con cháu đùm đề cơ mà. đó những người không có trách nhiệm như thế có nhiều người người ta có trách nhiệm người ta vô qua người ta trời ơi thấy con người ta tội người ta bay vô người ta lo người ta giúp rồi bắt đầu Thang gian bắt đầu một năm hai năm bắt đầu êm êm mà đã quên rồi đó bắt đầu quen dần tới tới Mỹ Đê rồi đó. Cái khi mà tới hỏi ba má còn muốn về không. Nói thôi về chơi được chứ thôi không có về luôn đó. Đó. Sau 2 năm là họ hòa nhập được rồi đó các bạn. Nhưng có những con người 10 năm nó cũng không hòa nhập được. Thì những con người này mà nó mới khôn lắm các bạn. Bạn thấy không? Đâu phải là không hòa nhập rồi không đâu ở Mỹ chi để lấy cái quốc tịch Mỹ mà trong những cái năm á, 5 tháng mà chuẩn bị quốc lấy quốc tịch Mỹ á, họ đâu có dám họ đâu có dám về Việt Nam. Tại sao? Tại vì lấy quốc tịch Mỹ cho nó lẹ lẹ chứ còn bạn về Việt Nam á mà lâu á, thí dụ bạn về Nam 3 tháng, 5 tháng bạn về hoài á, nó đâu có gọi là nó trừ ra rồi lâu lắm rốt cuộc là thi không không có thi được bạn. Đúng không năm năm bạn ở trong đất nước mỹ liên tục bạn đi ra khỏi một tháng nửa tháng hai tháng gì còn bạn đỡ sáu tháng cứ sáu tháng mà chạy về sáu tháng bạn chạy qua sáu năm mà chạy về Rất cuộc bạn ở chừng nào bạn mới thi quốc tịch thì nó khôn lắm sau đó rồi cái đầu thi quốc tịch đó thi quốc tịch xong rồi nó bắt đầu thành công dân mỹ rồi bắt đầu trời ơi ở mỹ chán này nó ở nó ở tới 5 năm năm mười năm rồi nó mới, mới mới phát hiện ra chán hoặc là ở tới 20 năm rồi mới phát hiện ra là mỹ chán cái chán á là cái lúc đầu tiên là mình nói cái mốc 2 năm á sau cái mốc 2 năm á là bạn không còn chán nữa bạn không còn chán nữa bạn đã quen với cuộc sống đó rồi vui bạn cũng vui rồi buồn bạn cũng buồn rồi bạn không còn chán nữa mà qua tới mốc mà 5 năm lấy quốc tịch Mỹ 10 năm mà nó nói chán Thì này nó xạo <laughs> Này công nhận nó xạo Nó ở tới 10 năm 20 năm Mà nó nói chán là nó, nó xạo Đó các bạn Đó là cái tình hình của những người mà Cái số ít thôi Thấy không Có những người rất là cứng rắn Về Thể xanh thẻ đỏ gì đốt hết Không có quốc tịch Mỹ quốc tịch gì hết à. đó. đó người đó mình phục á Rất là phục còn anh lận cái lưng quần cái thẻ xa cái quốc tịch mỹ rồi anh la ở mỹ chán lắm ở mỹ trời ơi mỹ gì, gì việt nam sống sướng anh xạo <laughs> đó là những người xạo các bạn rồi bây giờ nói là u 60 u 60 à đi về việt nam nghỉ hưu Đó tại sao các bạn bạn thấy ở đất nước mỹ này thì bao nhiêu người việt nam là u là à, 60 trở lên à, giờ sáu bảy mới về hưu phải không thì về hưu nó có nhiều lứa tuổi mà nếu mà nó trung bình á thì cũng phải là 62. 62 nha các bạn. 62 trở lên mươi 62 rưỡi, 59 tuổi rưỡi thì bạn được về hưu mà bạn không được ăn khỉ khô vậy hết Thì bạn có tiền bạn rút ra bạn xài, đó. còn bạn đâu có được tiền hưu. Cho nên á có một cái số người họ làm cho chính phủ thì họ chưa có tới tuổi 60 bạn miễn sao bạn làm cho bạn đi lính nè bạn làm cảnh sát nè bạn làm bưu điện nè bạn làm cho chính phủ nè government thì 20 năm là bạn được nghỉ hưu rồi 50 40 55 gì đó là bạn miễn sao là bạn làm trên 20 năm là bạn được nghỉ hưu và bạn được nghỉ hưu thì bạn được một số tiền rất là lớn rất là kha thì những người đó đó là là nó không được nhiều các bạn còn những người chung chung ấy, giống như mình là đi làm là phải 67 rồi cho 67 tuổi các bạn nhưng mà nếu mà ít nhất á, là bạn phải là 62, 62 còn bạn về 60 thì phải hỏi à anh làm gì bên Mỹ mà anh về hưu 60 đa số những con người mà nó bạn thấy đi YouTuber đi lên tôi làm hãng này hãng kia thì họ 60 không có cái gì các bạn nhưng mà chán Mỹ quá về Việt Nam có được gì chợ về Việt Nam không có mẹ gì hết những cái người về hưu đúng đắn đàng hoàng từ người ta về Việt Nam là người ta mua biệt thự người ta sống ở nơi luxury người ta sống ở mặt biển người ta đi chơi sang trọng họ mới đem tiền về cho Việt Nam các bạn thí dụ họ đem vô 100 trăm đô họ mua một cái chung cư họ mua một cái nhà một cái gì đó mỗi tháng họ xài hết ba 000 đô năm 000 đô vân vân thì những người đó họ mới đem cái đô la về cho Việt Nam còn những những Việt Kiều mà đi về Việt Nam mà Gọi là tối ngày nó lang thang ngoài đường Ăn uống tào lao à, Một cái à, vô quán gõ, quán à, cốc gì đó Ăn mì gõ, mì à, dọc đường, mì nhỏ kia Hỏi bạn họ đem gì về cho Việt Nam Thấy không? Tuổi trẻ đó thì cũng chẳng có trong Việt Nam Tuổi trẻ cũng không có trong Việt Nam Cũng chẳng đó đóng thới một xu nào cho Việt Nam Tuổi già đó thì thất bại Đi về Việt Nam Uống ly cà phê 10 ngàn Các bạn, bạn đem gì về được Cái kinh tế cho Việt Nam Việc một việc kiều đúng đắn người ta đi về Người ta đem người ta ăn Một tháng mấy ngàn đô Tại vì cứ, cứ chơi thoải mái đi không tôi già ăn gì nhưng mà nó chơi đi đây đi đó xài tiền thì nó mới có là cái kinh tế hoặc là mình ăn uống những cái nơi nọ nơi kia nó mới có kinh tế các bạn còn à, qua đây là gọi là thân ở mỹ hồn ở việt nam mà nó ở hồn ở việt nam mà ở mấy chục năm luôn mới ghê các bạn không đi ra đường sợ bị kẻ động bay à đi ra làm ở mỹ nó vất vả vô hãng làm á làm cho có làm cho có không có chú tâm vào cái công việc cho nên thời gian nó cũng qua qua cũng mau lắm quay qua quay lại 5 năm quay qua quay lại 10 năm họ không có một cái thứ gì ở đất nước Mỹ. Tại vì nói nơi đây là xứ tạm các bạn, nơi đây là xứ tạm, ráng để được mới về. Thì được cái gì? Nếu ở chung với con á, thì hy vọng các bạn. Còn mà ở một mình á, hoặc ở với hai vợ chồng á, không có. Bạn nghĩ đi, bà vợ bà đâu có về, còn về thân tàn ma dại già nua rồi, đâu có xu nào đó. Cho nên á, thấy mà mình không xong đi về giống mấy bạn trẻ đó. đó thường bạn trẻ đi về nhiều lắm về liền luôn nhưng mà là gánh nặng của cha mẹ nó bên đây các bạn còn á, ở một thời gian rồi mà không có sau 2 năm mà không thấy được thì thôi cũng về đi nó cũng còn sớm ở chi tới hai năm vậy các bạn ở chi tới 10 năm vậy phí vậy bạn ở mỹ nó phí cái cuộc đời của bạn nó mất cái cái tuổi thanh xuân của bạn về Việt Nam hưởng thụ Việt Nam nhiều khi nó thành công thôi không bạn bè thành công quá qua đây mình vẫn là cu lý đó nếu mà 10 năm trước mà về đi đã bây giờ 10 năm sau hoặc 20 năm sau là ngon rồi Ủa mà nếu mà mình có năng lực ở Mỹ tại sao mình không làm được khỉ khô gì ở Mỹ tại sao những con người đó là những con người chẳng làm gì ra được tích sự chẳng ra được tích sự đối với gia đình của họ đừng nói nói với xã hội các bạn đối với gia đình của họ cũng không tích sự nữa tối ngày than vãn khổ sở buồn rầu lo âu mà tối ngày có nhiêu đó thôi đi tới đâu đem cái năng lượng tiêu cực tới đó đi tới đâu đem tới năng lượng tiêu cực tới đó một người có năng lượng tích cực một người cha có năng lượng tích cực ở trong gia đình gia đình mình nó tỏ hào quang các bạn một người cha không có năng lượng tích cực mẹ rầu rĩ không nó đem tới toàn cái địa ngục không Thấy không ra toàn là tà khí không có những con người nó như thế các bạn rồi sau đó rồi lủi thủi đi về lang thang trên đường phố sống những cái cảnh tồi tàn tại vì họ không có tiền họ không dám ăn qua bên đây không không có làm gì đã nên được cái gì hết làm tầm bậy tầm bạ rút cuộc không có gì hết anh đi qua tới bên đây mà anh không có chú trọng bên đây ta nói ăn cái nào rào cái đó mà nó ăn xong nó đạp luôn nhưng mà họ khôn quá bạn họ không hề ngu ráng lấy được cái quốc tịch mỹ rồi về già qua tới mỹ lết 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 qua tới đây còn sức thì đi nói nói cho hung các bạn đợi đi còn sức á, đi nói hung lắm về việt nam hung lắm nào ta đây rồi việt nam vui lắm việt nam sướng lắm mà bệnh một cái không biết ngày mai có bệnh không bệnh một cái chạy về mỹ tại sao về mỹ xin tiền các bạn xin tiền chữa bệnh cho còn việt nam làm gì có việt nam là nó cho đi luôn đúng không cho nên á, phải có quốc tịch mỹ về đây mà không có quốc tịch mỹ cũng được già rồi qua đây lết qua đây xin xin tiền mỹ đế cũng được rồi là tiền bệnh đó mấy cái mấy cái tiền nhà thương á còn như từng bệnh tiền già đó là phải có quốc tịch nha đó hoặc là tới những cái tiểu bang cánh tả đó rồi đến đó là xin đủ thứ cho nên vừa bước tới mỹ đã chán cái tâm á đi qua đây á là dành đất mỹ này á dành cho gì những người siêng năng đất nước mỹ này nó giàu có là gì nó tại vì họ xuyên họ xuyên không phải là họ làm như bò như trâu mà họ xuyên bằng cái đầu để cho những đứa nhỏ sau này họ phát triển ra bằng công nghệ bằng khoa học kỹ thuật làm như thế nào mà làm ít mà nó ra nhiều sản phẩm chứ không phải làm nhiều mà nó cũng chẳng có bao nhiêu làm cách nào họ tính bằng từng giây từng giây các bạn chứ không phải là tính bằng phút còn mình là tính bằng ngày cho nên của cải nó không có ra cổ cải mà nó không có ra đó thì mình mua đồ mắc thôi các bạn mà nó chờ giờ không ví dụ như trồng cây mà nó ra nhiều quá thì nó rẻ nó rẻ mà nó ít quá thì nó mắc giảng vậy đó rồi mà làm ra của cải nhiều thì mình hưởng cái của cải đó cho nên đứng núi này trong núi nọ cuộc đời những con người đó chỉ có từ thất bại này đến thất bại kia thôi các bạn qua Mỹ ở 5 năm, 10 năm mà nó không hòa nhập được thì chỉ có cái tên đó thì bạn thấy nó nó làm được cái gì. <laughs> bạn ở cái chỗ đó một vài tháng bạn không hòa nhập với chuyện đương nhiên mà bạn ở bao nhiêu năm trời ơi, chịu đựng tội, mấy người đó cũng tội các bạn. Đó thì thôi, đây là một cái bài để mà nói qua không được thôi đi về. Thấy không? Đừng có cố gắng. Người ta nói rồi, Cố quá thì thành quá cố Cuối cùng các bạn cũng thành quá cố mà thôi. các bạn không có một cái gì ở đất nước Mỹ này. Đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Bây giờ mình xin tạm dừng video đây. Xin chúc cô chú anh chị em lúc nào khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.